Ok, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì vẫn như thường lệ thôi, ở trong mỗi video tầm khoảng giữa tuần thì mình sẽ cập nhật những cái tin tức mới nhất đến cho anh em, để anh em có thể dễ dàng mình bám sát được với cái tình hình thị trường nó đang diễn biến ra sao nha. Ok, vậy thì mình sẽ không dài dòng nữa và chúng ta hãy cùng tiến ngay vào trong nội dung của video ngày hôm nay thôi. Thì cũng là một cái tín hiệu khá là tích cực khi mà chúng ta đã kết thúc một tháng 10 rất là huy hoàng đúng không? Và Bitcoin cũng đã trả cho chúng ta một cái tín hiệu vô cùng lạc quan rằng là Bitcoin đã đóng một cái cây nến tháng ở trên tầm khoảng là 61.000 đô và mang lại rất là nhiều kỳ vọng cho chúng ta vào khoảng tháng 11 và tháng 12. Và một cái điểm đặc biệt nữa mình muốn lưu ý đến cho anh em chính là sao? Chính là mình xin gửi đến cho anh em một cái biểu đồ này, anh em có nhìn thấy không? Tức là trong những cái tỷ suất lợi nhuận mà Bitcoin hoàn trả lại theo từng tháng và theo những cái dữ kiện lịch sử của chúng ta đó anh em, thì vào khoảng 3 tháng cuối năm là tháng 10 nè, tháng 11 và tháng 12 thì thường Bitcoin sẽ có những cái diễn biến giá vô cùng tích cực trong 3 tháng này, và chúng ta đã có một cái kết thúc vào tháng 10 là đến 40% rồi. Và nếu anh em để ý kỹ nha, để mình thu nhỏ cái này qua bên đây một tí. Và nếu anh em để ý kỹ đó thì chúng ta có thể thấy được là trong những năm bắt đầu từ năm 2011 nè đến năm 2021 và thời điểm hiện tại của chúng ta đó, thì hai tháng cuối cùng là hai tháng mà mang lại cái tỷ suất lợi nhuận cực kỳ lớn đối với Bitcoin. Còn tháng 10 này thì nó cũng có một cái màu xanh đấy, nhưng mà thường thường thì nó sẽ ở mức gọi là mức trung bình mà thôi. Nhưng vào thời điểm hiện tại chúng ta có một khoản lợi nhuận cực kỳ lớn vào tháng 10 là 40%. Vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn tự tin rằng là sao? Rằng là vào tháng 11 và tháng 12 thì Bitcoin có thể tăng trưởng một cách rất là kinh khủng hơn nữa và có thể vượt qua cái tỷ suất lợi nhuận này. Thì cái điều này nó mang đến cho chúng ta một cái tín hiệu vô cùng lạc quan vào thời điểm hiện tại. Và nhất là khi chúng ta nhìn trên biểu đồ giá, chúng ta đã thấy được rằng là Bitcoin đã đóng nến trên 61.000 đô ha anh em. Vậy thì chúng ta hãy nhìn ngược lại một tí về cái sự dự đoán của Plan B đi, mà mình đã nhắc rất nhiều ở trong những cái video cập nhật lần trước của mình rồi. Vậy thì sao? Vậy thì anh em thấy được rằng á là Plan B á, thì ông là một cái người đã tạo ra một cái mô hình stock to flow, một cái mô hình mà dựa theo biểu đồ chứng khoán rất là nổi tiếng ha. Thì ông cũng đã lập ra một cái biểu đồ đó tương tự ở phía bên Bitcoin vậy mà mình đã chia sẻ từ những cái video đợt trước đó. Thì đến thời điểm hiện tại khi mà Bitcoin đã đóng nến trên 61.000 đô, đóng đến tháng 10 như vậy, thì hoàn toàn đúng với những cái dự đoán của Plan B và cái mô hình của Plan B. Thì những cái dự đoán tiếp theo là sao? Những cái dự đoán tiếp theo là vào tháng 11, ông sẽ dự đoán là Bitcoin sẽ trên mức 98.000 đô và sẽ kết thúc vào cuối năm nay ở trên mức 135.000 đô. Vậy thì những cái dự kiện lịch sử nó cho chúng ta thấy được rằng là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, đó, 4 tháng liên tục Plan B đúng rồi. Vậy thì không còn có một cái lý do để hoài nghi nào mà chúng ta có thể nói rằng là ở tháng 11 và tháng 12 sẽ không đúng được cả. Mặc dù là đây chỉ là một cái bài toán xác suất thôi, thì mình cũng không có thể đảm bảo được với anh em rằng là tháng 11 và tháng 12 Bitcoin sẽ bay tung nóc như là cái mô hình dự đoán của Plan B. Nhưng một người họ đưa ra một cái dự đoán mà 6 lần như vậy, trong 6 tháng như vậy mà đúng hết 4 tháng rồi, vì thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn có một chút tự tin nào đó để mà có thể mong đợi rằng là cái sự tăng trưởng của Bitcoin sẽ hoàn toàn bùng nổ vào năm nay đúng không? Thậm chí cả riêng cá nhân của mình cũng đặt rất nhiều niềm tin vào cái mô hình và những cái dự đoán của Plan B. Còn đối với anh em thì sao? Đó. Vậy thì đây là một cái thông tin rất là thú vị mình muốn gửi đến cho anh em ha. Vậy thì chúng ta hãy đến với một cái biểu đồ on-chain tiếp theo đi. Thì cái biểu đồ này á là mình dựa trên một cái cơ sở dữ liệu đến từ Glassnode, một cái công ty phân tích Bitcoin rất là nổi tiếng rồi ha. Thì hiện tại đó anh em, thì ở trên các sàn giao dịch á, tức là cái nguồn dự trữ Bitcoin ở trên các sàn giao dịch nó đã chạm đến mức đáy rồi. Và cái mức đáy này á, nó càng khớp hơn là nó đã chạm đến mức đáy mà khoảng 3 năm trước cơ. Tức là vào năm 2018 đó anh em. Đó thì vào năm 2018 á, thì cái số lượng dự trữ Bitcoin ở trên các sàn giao dịch đó thì nó đạt ở khoảng là 2.463.000. Nhưng mà thời điểm hiện tại đó, nó đạt là khoảng là 2.473.000. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại đó chúng ta đã đạt tới cái mức đáy đó rồi và thậm chí còn thấp hơn nữa. Tức là 2.463.478.000 Bitcoin đang được dự trữ ở trên các sàn giao dịch và nó đã chạm mức đáy rồi. Tức là điều này nó đã thể hiện rằng là số lượng Bitcoin ở trên các sàn giao dịch hiện tại nó không còn nhiều nữa. Và đa số những nhà đầu tư, các cá mập, cá voi, cá nhà tán, cá lòng tông gì đó, họ đã thu gom Bitcoin và họ đã tích lũy rất là nhiều rồi. Vì thế số lượng mua bán ở trên các sàn giao dịch nó không còn nhiều nữa và nó đã chạm mức đáy khoảng 3 năm trước. Và cái điều này nó biểu hiện một cái tín hiệu ra sao? Tức là anh em thấy trên biểu đồ này đó, thì cái số lượng Bitcoin đó dự trữ được trên các sàn giao dịch thì nó là cái đường màu vàng này ha. Còn cái đường màu đen này đó là biểu đồ giá của Bitcoin. Và chúng ta hãy nhìn lại đi, khi mà
cái nguồn dự trữ này nó đạt ở cái mức đáy vào khoảng 3 năm trước, vào năm 2018-2019, thì nó được biểu hiện cho một cái sự tăng giá của Bitcoin trong tương lai dài hạn hơn và bùng nổ hơn. Thì chúng ta hãy lật lại đi, là vào năm 2018-2019 là khi và cái số lượng này nó đạt cái mức đáy này nè anh em, thì anh em thấy rằng cái biểu đồ giá Bitcoin nó bắt đầu nó rụt rịch ở cái mức này và nó tăng trưởng liên tục, nó tăng trưởng liên tục và nó đạt một cái cú bùng nổ vào năm 2021. Vậy thì cái dữ liệu hiện tại cho chúng ta thấy được rằng là sao? Rằng là Bitcoin đang dần trở nên khan hiếm rồi. Ngay cả khi giá của Bitcoin đang ở mức là 62-63 nghìn đô như thế này thì Bitcoin vẫn tỏ ra khan hiếm. Vậy thì chúng ta có thể nhìn nhận được một cái bức tranh dài hạn hơn trong năm nay, hoặc thậm chí là trong năm sau, Bitcoin sẽ còn tăng trưởng tiếp tục hơn nữa với cái độ khan hiếm như thế này. Và một điều đặc biệt là cái tỷ lệ khai thác đó anh em, cái tỷ lệ khai thác và cái độ khó của Bitcoin ngày càng được tăng lên rất là nhiều trước khi chúng ta tiến đến một cái đợt halving vào năm 2024 nữa. Vì thì chúng ta có thể hoàn toàn mong đợi một cái cuộc chơi dài hạn hơn đối với giá Bitcoin là sẽ không ngừng lại tại đây. Và nếu dựa trên cái biểu đồ như thế này, đó, một cái biểu đồ như thế này, thì cái xu hướng giá của Bitcoin trong tương lai có thể đạt trên 100.000 đô, trên 200.000 đô là đó là một cái điều mà mình vẫn hoàn toàn tin tưởng vào cái bước phát triển dài hạn của Bitcoin nha anh em. Đó, và một cái điều để mà chúng ta có thể hoàn toàn hy vọng rằng là trong tháng 11 và tháng 12 và cuối năm nay, Bitcoin có sẽ được hậu thuẫn một cách rất là mạnh mẽ hơn nữa, và điều đó sẽ là một cái động lực rất là quan trọng để mà có thể thúc đẩy giá Bitcoin cao hơn nữa là sao? Chính là chúng ta hãy nhìn vào một bức tranh tháng 10 đây. Thì ở đây mình sử dụng một cái bản báo cáo đến từ CoinShare ha. Thì anh em thấy rằng, để mình phóng to cái này lên, anh em thấy rằng là trong tháng 10 các nhà đầu tư tổ chức, tức là các quỹ lớn, họ đã hành động cực kỳ mạnh tay với Bitcoin như thế nào. Thì ở đây là một cái dữ liệu tuần ha. Thì trong tuần cuối của tháng 10 thì cái dòng tiền họ đổ vào các sản phẩm Bitcoin và những altcoin khác á, thì nó rơi vào tầm khoảng là 287 triệu đô. Nhưng một cái điều mà mình rất là bất ngờ tiếp theo, tức là khi mà chúng ta nhìn vào cái cột thứ hai, đó chính là monthly to date flow nè. Thì cái cột này nó biểu hiện một cái chỉ số rằng là trong tháng qua các nhà đầu tư, tổ chức tài chính lớn họ đã phản ứng như thế nào. Thì anh em thấy không, trong vòng một tháng qua, duy nhất trong tháng 10 thôi, thì họ đã đổ vào một nguồn tiền cực kỳ khổng lồ, đó chính là lên khoảng là 2,096 tỷ đô la đó, vào những cái sản phẩm Bitcoin là chính anh em. Đó, anh em thấy không, họ đổ vào khoảng là trên 2 tỷ chỉ riêng Bitcoin mà thôi. Thì tức là sao? Tức là bây giờ họ đã dường như là cái niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức lớn vào Bitcoin đã dường như quay trở lại rồi. Và mình luôn nhắc một cái điều này ở trong các video trong tháng 10 của mình về cập nhật thị trường đối với anh em là sao? Tức là Bitcoin tăng lên giá này thì đều hoàn toàn nhờ vào các tổ chức đầu tư tài chính lớn ở trên thị trường mà thôi. Còn các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta đây thì họ vẫn hoàn toàn họ ở ngoài cuộc, chứ họ chưa sẵn sàng vào đâu. Nhưng mà với những cái dữ liệu họ trả về từ các nhà đầu tư tổ chức tài chính lớn trong tháng 10 như vậy, thì chúng ta có thể hình dung ra được rằng là nếu tháng 11 và tháng 12 cái con số hậu thuẫn này nó cao hơn nữa bởi các nhà đầu tư tổ chức tài chính lớn và những cá nhân đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta có được niềm tin lại rồi, có một cái sự FOMO lại rồi mà đổ vào thị trường thêm nữa, quay lại thị trường thêm nữa, thì anh em nghĩ rằng giá Bitcoin sẽ như thế nào, đúng không? Và hiện tại thì chúng ta hãy nhìn sang một tí về những dữ liệu về những cái công ty đầu tư tổ chức tài chính lớn mà họ đã đầu tư vào Bitcoin, thì cái khoản lợi nhuận của họ bây giờ họ đã thắng rất là lớn rồi. Đó, như mình đã chia sẻ ở một cái video đợt trước là họ đã ít nhất là x2 nha anh em, chứ mình chưa nói tới những cái công ty khai thác Bitcoin mà họ được niêm yết cổ phiếu ở trên sàn giao dịch chứng khoán, ở như là H8, như là Bitfarm, như là Riot, thì họ đã dường như là x7 x8. Nhưng một cái điểm đáng lưu ý ở đây, tức là khi họ đã ít như vậy rồi nhưng mà họ vẫn không có xả bất kỳ một Bitcoin nào ra thị trường cả, và họ còn có động thái rằng là chúng tôi sẽ bổ sung, sẽ tích lũy Bitcoin theo một chiều hướng dài hạn hơn ngay khi chúng tôi có cơ hội. Đó cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với chúng ta ha anh em. Vậy thì chúng ta đã nhìn qua một số những công ty tổ chức đầu tư tài chính lớn rồi và họ đã công khai rồi, và một cái điểm nữa mình muốn chia sẻ ngay lập tức đó cho anh em, tức là những tay to trên thị trường, những cá mập ẩn danh, họ hành động như thế nào. Thì ở đây mình xin gửi đến cho anh em một cái cơ sở dữ liệu lịch sử mà của một cái ví cá voi, mà cái ví cá voi là ví cá voi lớn thứ ba thế giới nha anh em. Thì họ đã hành động ra sao? Thì cái chú cá mập, ở video đợt trước mình đã chia sẻ rằng là ngay khi mà chú cá voi bí ẩn này xả khoảng là 1.500 Bitcoin vào ngày 13 tháng 10 đó, thì lúc đó là giá Bitcoin đang ngập ngừng ở khoảng là 56-57 nghìn đô. Nhưng mà một cái điều hy hữu xảy ra là khi chú cá voi này xả 1.500 Bitcoin thì ngay lập tức ngày hôm sau giá Bitcoin bùng thẳng luôn.
chứ không có phải là bị đè xuống nữa. Thì chú Carbon này đã phản ứng ngay lập tức bằng việc là mua lại 494 Bitcoin trong ngày hôm sau. Và đến thời điểm và sau đó đó, sau cái đợt mua mới nhất này đó, thì chú Carbon này đã dường như là đã không có hành động trong khoảng là 2 tuần sau đó nữa. Và đến cuối tháng này đó, và đến cuối tháng này vào ngày 26 tháng 10 đó, thì cái ví Carbon này đã hành động trở lại đó anh em. Và cái việc hành động trở lại này là không phải là xả nha, mà hành động trở lại này là liên tục tích lũy và thu gom một cái số lượng lớn Bitcoin trong những ngày liên tục như vậy. Đó thì đầu tiên là vào ngày 26 tháng 10 nè, thì đã mua là 596 Bitcoin, tiếp đó là 105 Bitcoin, 1.400 Bitcoin, 273 Bitcoin. Và vào ngày hôm qua đó, vào ngày 2 tháng 11 đó, thì đã bổ sung thêm 184 Bit nữa. Thì chúng ta có thể thấy rằng là ngay cả những người chơi lớn, những người chơi ẩn danh, những ví cá voi hàng đầu của thế giới, họ cũng không có một cái tín hiệu xả Bitcoin nào cả. Và họ chỉ càng mua mà thôi. Và hồi nãy đó, khi mà mình trước khi mình làm cái video này đến cho anh em đó, thì khi mình tổng lại những cái đợt mua mới nhất của cái ví cá voi lớn thứ ba này đó, thì tổng lại hết số lượng và cùng với cái mức trung bình giá của họ đó, thì cái ví này hiện những cái đợt mua mới nhất này nè đó, thì họ đang mua một cái số lượng Bitcoin như vậy với cái mức trung bình giá là rơi vào khoảng tầm là 60.500 USD cho mỗi Bitcoin nha anh em. Đó thì Bitcoin hiện tại thì đang giao dịch ở cái mức giá là 62.000, thì cái ví này cũng đã được lời một tí rồi đó. Nhưng mà cái hành động mà để chúng ta có thể thể hiện một cái sự tích cực đối với thị trường này là những cái người chơi tay to hàng đầu như vậy, họ vẫn cứ tiếp tục tích lũy mà thôi, chứ họ không có một cái dấu hiệu xả nào cả. Thì đó là một tín hiệu đáng mừng đối với chúng ta và đối với cái bức tranh Bitcoin trong khoảng 2 tháng vào cuối năm. Vậy thì chúng ta hãy tiếp đến đi. Thì anh em có nhớ không, vào khoảng là tháng 6, tháng 7 gì đó, mình có làm một cái video cũng trong ngày hôm, cũng trong thứ tư hàng tuần thôi, thì mình có chia sẻ rằng là sao, rằng là Amazon á, họ đã phủ nhận cái việc là họ sẽ chấp nhận Bitcoin sau khi là những cái thông tin được đưa ra, được tiết lộ rằng là cái gã khổng lồ này họ sẽ chấp nhận Bitcoin và chấp nhận tiền mã hóa để có thể tích hợp vào cái công ty của họ để có thể mà thâm nhập sâu hơn vào cái lĩnh vực, cái thị trường này đó. Thì và lúc đó mình có chia sẻ rằng là có thể là Amazon đang thực hiện một cái pha giấu bài của mình. Họ giấu bài là sao? Họ giấu bài, họ không có cho cả thế giới biết được rằng là chúng tôi đang thực hiện từng bước như thế nào để bước chân vào thị trường tiền mã hóa này. Tức là họ giấu bài đến nỗi mà họ đánh phủ đầu luôn. Họ đánh phủ đầu chúng ta là Amazon hoàn toàn phủ nhận việc đó. Và lúc đó mình có chia sẻ rằng là sao, rằng là đây có thể là một cái pha giấu bài của Amazon mà thôi. Thì đến đầu tháng 11 chúng ta đã nhận được một thông tin rằng là sao, rằng là Amazon họ đã tìm kiếm một chuyên gia để có thể mà thúc đẩy cái lĩnh vực tiền mã hóa đối với họ đó. Vậy thì dần dần cái con bài của Amazon dần dần được lộ ra rồi, và nó cũng giống như đi đúng theo những cái dự định, những cái phán đoán của mình ở trong cái video vào tháng 7 đó anh em. Thì hiện tại thì Amazon cũng đã tuyển thêm một chuyên gia để thúc đẩy cái lĩnh vực tiền mã hóa của họ, và đặc biệt hơn đó chính là họ tuyển vào trong AWS. Thì AWS thì đây là một cái nền tảng của Amazon để có thể rằng là thực hiện những cái cung cấp về nền tảng điện toán đám mây. Và một cái điều lưu ý hơn nữa chính là anh em có thể nhìn thấy ở đây, mình có để rõ ràng cho anh em, tức là trong những cái doanh thu hàng năm của Amazon đó, thì Amazon Web Service đó thì dường như là chiếm khoảng là cái doanh thu của họ là họ đứng thứ ba trên tổng doanh thu khổng lồ của Amazon. Thì điều này nó cho thấy được rằng là sao, nó cho thấy được rằng là Amazon Web Service là một cái hạt nhân cốt lõi để có thể góp phần vào cái sự thành công vĩ đại của cái tập đoàn Amazon này đó. Mà khi Amazon Web Service họ đã thúc đẩy về lĩnh vực tiền mã hóa, họ đã triển khai những cái chiến dịch để mà tìm kiếm chuyên gia để mà có thể thâm nhập sâu hơn vào cái thị trường này, thì anh em có thể nghĩ được rằng một câu chuyện rằng là một cái hạt nhân mà nó đóng góp cái phần doanh thu cực kỳ quan trọng đối với một cái công ty mẹ khổng lồ như vậy, mà nó đã lao vào thâm nhập vào thị trường tiền mã hóa. Vậy thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ được thấy Amazon chính thức bước chân vào lĩnh vực này và chính thức chấp nhận Bitcoin hay không. Đó thì mình nghĩ rằng là đa số anh em theo dõi video này và có những cái dự đoán phân tích như mình thì cũng sẽ đều hiểu ra một cái câu chuyện trong tương lai nó sẽ như thế nào rồi, đúng không? Rồi chúng ta hãy tiếp đến một cái thông tin vào sáng hôm nay đi. Vào sáng hôm nay thì chúng ta có thị trưởng Francis Suarez, thì ông là một thị trưởng của thành phố Miami ha, thì ông đã quyết định nhận toàn bộ khoản lương của mình bằng Bitcoin đó. Thì đây là một cái điều rất rất là bất ngờ đối với mình,
Mặc dù là trước đây mình đánh giá rất cao thị trưởng Miami rằng là sao, rằng là ông đã có những cái nỗ lực cực kỳ tuyệt vời trong việc là ủng hộ tuyệt đối đối với Bitcoin, rằng là ông muốn đề xuất phát lương cho nhân viên bằng Bitcoin nè, ông muốn cụ thể hóa giấc mơ của mình đối với thành phố Miami là một trung tâm vũ trụ Bitcoin với những cái luật tiền mã hóa được cải tiến và được tiến bộ nhất trên thế giới hiện tại. Thì hiện tại ông đã là một người tiên phong về một cái vấn đề đó, và mình đánh giá rất cao hành động này của thị trưởng Miami. Và giống như anh em thấy là trên thế giới có rất nhiều nhân vật nổi tiếng nè, có rất nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng, thì họ nói là chúng tôi sẽ chấp nhận một Bitcoin đó, chúng tôi phản đối Bitcoin đó, cái luồng quan điểm nó luôn trái chiều như vậy, nhưng mà họ, những cái hành động của họ, họ lại không có được cụ thể hóa, họ không có được thực hiện một cách rõ ràng như vậy, mà đa số chỉ là trên lời nói mà thôi. Nhưng mà đối với thị trưởng Miami, ông nói là ông làm, và đến ngày hôm nay thì ông đã đưa ra một cái thông báo là ông sẽ quyết định nhận toàn bộ khoản lương của mình bằng Bitcoin. Thì cái điều chú ý đối với mình, tức là ông là một nhà lập pháp của Hoa Kỳ đó, nhưng mà ông lại chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, thì cái điều này á, nó sẽ dẫn đến rằng là nếu mà cái việc này được thực hiện đó, thì ông sẽ là người tiên phong và là người đầu tiên trong bộ máy chính phủ Hoa Kỳ nhận lương của mình bằng Bitcoin, và cái điều này nó sẽ thể hiện một cái sự áp dụng, một cái sự chấp nhận Bitcoin trên một cái diện rộng hơn nữa, và nó có thể một phần nào đó gây tác động đối với những nhà lập pháp của Hoa Kỳ vốn dĩ có những cái quan điểm tiêu cực về Bitcoin đó. Ok, vậy thì chúng ta đã điểm qua một số những cái thông tin về Bitcoin quan trọng trong tuần này rồi. Và như một cái thông tin tiếp theo mà mình muốn gửi đến ngay cho anh em chính là về Ethereum. Thì Ethereum thì anh em thấy rằng là với cái sức tăng trưởng của Bitcoin đó, thì trong cái khoảng mà Bitcoin tăng giá và lập ATH tại 67.000 đô thì Ethereum dường như là hơi bị hụt hơi một tí. Nhưng mà trong ngày hôm qua và nhất là trong giai đoạn tuần này thì chúng ta đã thấy Ethereum đã có một cái ATH mới vào khoảng là 4.600 USD, và thậm chí ngân hàng Goldman Sachs đó anh em, thì vào ngày hôm qua ngân hàng Goldman Sachs họ có đưa ra một cái báo cáo rằng là họ sẽ rất là tin tưởng vào việc Ethereum có thể đạt được một cột mốc 8.000 USD trong năm nay. Và những cái lập luận họ đưa ra đó là họ đưa ra một cái biểu đồ chỉ số tiền mã hóa của Bloomberg Galaxy đó, và cái mức hoán đổi lạm phát trong vòng 2 năm tới của đồng đô la Mỹ. Thì khi họ đưa ra cái dữ liệu này, họ cảm thấy rằng là cái dữ liệu này nó hoàn toàn ủng hộ Ethereum vào thời điểm hiện tại, và nó khớp với cái biểu đồ di chuyển của Ethereum, và cái điều này có thể thúc đẩy Ethereum có thể đạt được 8.000 USD trong vòng năm nay. Và khi mà mình đọc vào cái dự đoán phân tích của Goldman Sachs đó, thì mình cũng cảm thấy là điều này là một điều có thể khả thi nếu mà mình nhìn vào những cái bức tranh hiện tại của Ethereum. Thì ở đây mình sẽ nói đến những ý chính thôi, tại vì là cái thời lượng của video có hạn nên anh em có thể xem qua cái bài viết này giúp mình. Đây là một cái bài viết mà bên mình đã thực hiện một cách rất là công phu và rất là hay để cho anh em có thể đọc qua để mà hiểu hơn cái vị trí hiện tại của Ethereum và cái bước tăng trưởng trong tương lai của Ethereum có thể đạt đến đâu. Thì để mình sẽ để cái đường link ở bên dưới ha anh em. Thì cái bài viết này nó chính là về Ethereum, về cái vị thế bá chủ của Ethereum được thể hiện qua mức độ tiếp nhận của những công ty rất là lớn, những công ty sừng sỏ trên thế giới hiện tại mà ít người để ý đến. Đó, thì mình sẽ để cái link bài viết dưới đây để anh em có thể click vào và có thể tìm hiểu sâu hơn ha. Và một cái điều khả thi nữa thì anh em hãy nhìn vào cái cơ chế đốt của Ethereum đi. Thì ngay khi mà Ethereum thực hiện cái bản hard fork London đó, vào khoảng tháng 7, tháng 8 đó, thì chúng ta có một cái EIP 1559. Thì đến thời điểm hiện tại đó, cái việc đốt Ethereum diễn ra hàng ngày nó đã lên tới khoảng là 15.000 Ethereum được đốt mỗi ngày nha anh em. Và nó là mỗi ngày đó. Và cái khoản này đó thì nó đặc biệt hơn cả là nó còn lớn hơn cái số lượng Ethereum được tạo ra hàng ngày và hàng tuần nữa. Thì ở đây á, mình sẽ sử dụng một cái dữ liệu đến từ Watch the Burn. Thì anh em thấy được rằng là trong 7 ngày qua đó, thì cái số lượng Ethereum được đốt, đúng không, được đốt nó lên khoảng là 105.632 Ethereum, nó tương đương với khoảng là 483 triệu đô đó. Và cái điều này nó đã lấn át hoàn toàn với cái số lượng Ethereum được tạo ra được bởi các nhà khai thác, bởi các nhà xác thực node blockchain. Thì anh em thấy rằng là khi mà cái việc đốt, cái số lượng Ethereum được đốt nó lại cao hơn số lượng Ethereum được tạo ra đó, thì điều này nó đã dẫn đến rằng là cái số lượng Ethereum được tạo ra trong tuần qua thì nó âm luôn cả là 11.947 Ethereum trong tuần qua. Và cái điều này nó thể hiện là gì? Khi một cái gì đó mà bạn đốt đi
đúng không? Bạn thiêu hủy nó đi mà nó lớn hơn cái việc bạn sản xuất, bạn tạo ra, thì cái điều này nó sẽ dẫn đến cái sự giảm phát dành cho Ethereum. Và điều này nó chứng minh được rằng là Ethereum ngày càng khan hiếm mà thôi. Và cái việc khan hiếm của Ethereum là một cái nguyên nhân, một cái tác nhân rất là quan trọng, dường như là quan trọng nhất để có thể thúc đẩy giá Ethereum tăng trưởng hơn trong tương lai, đúng không? Thì khi mà mình nhìn vào cái số lượng Ethereum được đốt thì mình cảm thấy mình rất là bất ngờ luôn, tại vì đốt quá là kinh khủng đi. Đó. Và chúng ta hãy quan sát một tí, thông qua cái việc đốt như vậy, cái việc đốt nó lớn hơn cái việc mà tạo ra như vậy, thì chúng ta thấy được rằng là cái số lượng Ethereum trên các sàn giao dịch hiện tại nó đã cực kỳ, nó giống như Bitcoin vậy đó, nó ngày càng nó đi xuống mà thôi, và nó đạt tới mức gọi là khan hiếm. Thì anh em thấy rằng là chỉ vào khoảng là ngày 20 tháng 11 năm ngoái thôi thì nó đã giống một cây như thế này, nó giống một cây đi xuống như thế này đó. Và chúng ta cũng đang tiến đến giai đoạn là Ethereum 2.0 nữa đó, để có thể cải thiện về vấn đề phí và một số cái chức năng khác đối với blockchain Ethereum. Thì mình nghĩ rằng là trong tương lai, vào khoảng tháng 11, tháng 12 này, cái mốc giá 8.000 đô Ethereum có thể đạt được là vấn đề hoàn toàn khả thi. Và cái mức kỳ vọng của mình đối với Ethereum trong năm sau và trong tương lai xa hơn nữa thì nó rất là kinh khủng, tại vì là đối với những cái nội lực hiện tại của Ethereum thì chúng ta không thể phủ nhận được rằng là sao, rằng là Ethereum vẫn là một di sản độc nhất ở trong cái thị trường tiền mã hóa này đó. Tại vì hàng nghìn DApp, những cái ứng dụng DeFi, DApp và hàng nghìn những cái ứng dụng khác đều được lập trên Ethereum, đều được xây dựng ở trên blockchain Ethereum. Mặc dù vấn đề phí của Ethereum vẫn là một vấn đề rào cản, một vấn đề nan giải mà những người dùng như chúng ta vẫn đang gặp phải đó. Thì ở đây mình có gửi đến cho anh em một cái bức tranh, thì cái này là bên mình đã dịch và đã cụ thể hóa đến cho anh em bằng tiếng Việt rồi, nên là chúng ta cũng có thể dễ dàng theo dõi về những cái bước triển khai từ Proof of Work sang là Proof of Stake, tiến tới cái bức tranh hoàn thiện Ethereum 2.0 như thế nào. Thì anh em có thể theo dõi ở đây, tức là chúng ta đã triển khai trong năm 2020 đúng không, chúng ta đã triển khai những hợp đồng tiền gửi nè, BitcoinChain nè. BitcoinChain thì đây là một cái tên gọi được thể hiện trong cái mainnet của Ethereum 2.0 của ETH đó. Thì cái mainnet của Ethereum 2.0 nó tên là BitcoinChain ha. Thì ở đây mình giải thích thêm cho những anh em nào chưa biết, thì chúng ta đã triển khai rồi, chúng ta cũng đã có nâng cấp Berlin rồi đó, chúng ta có nâng cấp Hartford London, Anta chúng ta cũng đã nâng cấp rồi, và đến năm 2022 thì chúng ta sẽ tiến tới giai đoạn là hợp nhất giữa Proof of Stake và Proof of Work và tiến tới bản hoàn thiện của Ethereum 2.0 đó. Thì mình nghĩ rằng là cái chặng đường của Ethereum nó sẽ còn rất là dài nữa, và đặc biệt không chỉ riêng trong năm nay, không chỉ riêng về cái mốc giá 8.000 đô mà Goldman Sachs đã dự đoán cho Ethereum, mà nó còn trong năm 2022 và tiến đến năm 2023, thậm chí là xa hơn nữa trong cái thị trường này. Thì mình nghĩ rằng là Ethereum vẫn là một cái gì đó không thể nào thay thế ở trong thị trường tiền mã hóa của chúng ta được, và cái giá trị của Ethereum nó chỉ ngày càng tăng lên mà thôi. Ok, vậy thì nói đến đây thì mình cũng xin gửi đến anh em một cái dữ liệu khác, đó chính là về cái hợp đồng stake ETH ở trong cái BitcoinChain này ha. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà các nhà đầu tư họ tin tưởng về cái chặng đường của Ethereum như thế nào thì nó đã được thể hiện rõ ở trong cái việc stake ETH ở trong hợp đồng 2.0. Thì anh em thấy rằng là chỉ vào ngày 20 tháng 12 thôi, khi mà cái số lượng stake của chúng ta đi từ 614.000 đúng không, thì hiện tại đó chúng ta đã hơn là 8 triệu ETH được stake rồi. Thì cái điều này nó cũng là thể hiện rất rõ, là một cái minh chứng rất rõ cho chúng ta biết được rằng là các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào ETH ở trong chặng đường tương lai như thế nào rồi. Không cần phải nói, không cần phải nói nhiều, và cũng không cần phải bàn cãi về cái kỳ vọng của các nhà đầu tư đặt vào ETH cả đó. Và chúng ta hãy tiến đến một cái thông tin khá là thú vị đi, khá là thú vị trong vài ngày qua đi, thì đó là chính là một cái trend Metaverse. Thì anh em thấy được rằng á, là ngay khi Facebook họ đổi tên công ty của họ thành Meta, nhưng mà họ không có đổi tên, nhưng mà họ không có đổi tên cái nền tảng của chúng ta đang dùng là Facebook thành Meta nha anh em, tức là họ chỉ đổi tên công ty mà thôi đó. Thì ngay mà cái việc mà họ đổi tên công ty thành Meta thì nó đã gây một cái làn sóng cực kỳ lớn đối với một cái trend Metaverse. Thì anh em thấy được rằng á, cái trend Metaverse á, khi mà nó được thổi bùng lên bởi Facebook thì chúng ta thấy là những cái con như là Mana nè đó, Sandbox nè, Engine nè đó, thì nó đều bay một cách rất là mạnh mẽ, hoặc là Axie cũng vậy. Thì hiện tại thì những cái con này nó đã giảm rồi, nó đã điều chỉnh rồi, nhưng mà anh em thấy không, Mana từ 0.7, 0.8, mình nhớ không nhầm, vào chủ nhật tuần trước đó, từ 0.7, 0.8 bùm một phát lên 4 đô, hoặc là Sandbox từ khoảng là cũng tầm mức giá đó bùm lên khoảng 3 đô.
Đó, thì đó là một cái trend mà những cái nhà đầu tư mà họ đã mua những cái con này trước đây á, thì đã đem lại một cái khoản lợi nhuận rất là lớn khi mà được Facebook thổi bùng cái trend này lên. Mà mình ở đây mình cũng muốn chia sẻ một cái quan điểm cá nhân của mình khá là thú vị về cái ông Facebook này. Thì anh em thấy rằng á, trước đây khi mà Facebook họ nói rằng là chúng tôi sẽ thực hiện tham vọng Metaverse, chúng tôi sẽ đổi tên này kia, thì anh em thấy rằng là lúc đó những cái con mà nó liên quan đến cái lĩnh vực Metaverse này nó chưa có bay mạnh đâu. Nhưng mà tại sao khi mà Facebook họ tung, họ bùm một phát, họ đổi tên như vậy thì nó lại bay cực kỳ mạnh như vậy, nó bay vượt ngoài mong đợi luôn. Tức là anh em thấy là cái thông tin mà Facebook đưa Metaverse á được leak ra cuối cùng đúng không? Nhưng mà trước đó chúng ta thấy rằng là Facebook họ đã đưa ra cái thông tin là họ sẽ triển khai ví Novi với Coinbase trước cái thông tin Metaverse này. Sau đó thì các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ họ nhảy bổ và họ phản đối, họ kêu là họ cảnh báo Facebook là nếu mà ông không tạm dừng cái ví Novi này thì chúng tôi sẽ vào cuộc, chúng tôi sẽ thực hiện những cái biện pháp khắc khe hơn đối với ông. Thì lúc đó chúng ta nổi lên một cái dự án stablecoin, đó chính là dự án Diem. Dự án Diem là một cái dự án stablecoin kết hợp với Facebook đó. Thì tự nhiên ông Diem này ổng nổi lên, ổng nói rằng là ổng tuyên bố rằng là sao, ổng tuyên bố rằng là Diem, cái dự án stablecoin của Diem không thuộc Facebook. Vì thế các ông thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, các nhà lập pháp Hoa Kỳ gì đó muốn phản đối ra sao thì cứ nhắm về Facebook đi, chứ đừng có nhắm về chúng tôi nữa. Thì chính cái điều mà những cái drama mà cái đội ngũ Facebook họ tạo nên bởi những cái luồng thông tin đó, nó gây một cái sự chú ý rất là đặc biệt đối với cộng đồng vào cái sự kiện vào cái sự kiện Facebook này. Và khi cái sự drama đó nó được đẩy lên đỉnh điểm đó anh em, nó được đẩy lên theo từng nấc thang, từ ví Novi, từ tranh cãi, từ stablecoin Diem vốn dĩ đã trôi rất là lâu từ khoảng là năm 2019, 2020 rồi, bây giờ lại nổi lên lại. Thì tất cả những cái drama đó nó đều đẩy cái danh tiếng, cái thương hiệu của Facebook trong cái lĩnh vực tiền mã hóa này lên. Và cuối cùng là Facebook tung ra cái thông tin là đổi tên công ty thành Meta. Thì dĩ nhiên đây là một cái chiến dịch rất là hay của Facebook, và đây cũng là một những cái nước đi của những cái ông lớn trong những cái cách tiếp cận thông tin và đẩy giá những cái đồng coin như thế nào trong thị trường này. Thì đó cũng là một những cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em, để chúng ta thông qua những cái đó chúng ta có thể có những cái kinh nghiệm, những cái bài học sâu sắc hơn để mà chúng ta theo dõi thông tin trên thị trường và chúng ta đưa ra những cái dự đoán để mà có thể đem lại những cái nguồn thông tin rất là hữu ích trong cái quá trình đầu tư của chúng ta nha anh em. Ok, vậy thì cái thông tin cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em đó chính là vẫn là Polkadot mà thôi. Thì anh em thấy không, vào tuần trước mình có nhắc anh em rằng là chúng ta hãy dành một cái sự chú ý nhất định đến Polkadot đi. Thì trong ngày hôm qua Polkadot đã break ATH của mình ở khoảng 50.000 đô và lên khoảng 50 đô và đã thiết lập một cái mức ATH mới ở 53.35 đô. Đó, thì ở video đợt trước mình có nhắn gửi đến cho anh em rằng là chúng ta hãy dành một cái sự chú ý một phần nào đó đến với Polkadot, tại vì là trong khoảng tháng 11 này, mà cụ thể đó chính là vào ngày 11 tháng 11 năm 2021 tới đây, tức là hôm nay là ngày 3 đúng không, thì chỉ khoảng một tuần nữa thôi, chúng ta sẽ khởi tranh sự kiện đấu giá Parachain trực tiếp ở trên Polkadot. Thì đây là một trong những cái tâm điểm mà cả thị trường hướng tới và trong khoảng tháng 11 và tháng 12 và thậm chí kéo dài xuyên suốt năm 2022 nữa. Thì nhờ vào cái sự kiện này đó thì dòng tiền đã ngay lập tức được đổ về Polkadot và khiến Polkadot break ATH của mình và lập đỉnh mới ở 53.35 đô. Và chưa hết đâu, nếu mà anh em có thể theo dõi những cái đồng coin thuộc hệ sinh thái Polkadot thì cũng tăng trưởng một cách rất là kinh ngạc. Như là ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là Ares Protocol nè, Killin nè, Raise nè, đó, hoặc là Saito thì đều tăng trưởng ở mức là trên 40% cả. Và đặc biệt hơn, nhờ vào sự kiện Metaverse của Facebook thì ngay cả chính trend Polkadot chúng ta cũng thấy là chúng ta có Bitcountry. Đó, thì đây Bitcountry cũng đã lọt vào top trending tìm kiếm của thị trường. Thì dành cho anh em nào chưa biết thì Bitcountry cũng là một cái nền tảng có thể giúp cho những KOL, như là những KOL Facebook, những KOL YouTube, những người livestream có thể kết nối với cộng đồng nhiều hơn và khuyến khích người dùng sử dụng Metaverse. Thì cũng nhờ vào cái trend Metaverse này thì những cái đồng coin mà hướng tới cái lĩnh vực Metaverse ở trong Polkadot cũng đã tăng trưởng rất là mạnh mẽ và đã lọt vào top trending rồi. Thì với cái xu hướng đấu giá Parachain này thì mình nghĩ rằng là
không chỉ trong tháng 11 và tháng 12 đâu, mà thậm chí là kéo dài sang năm 2022 nữa, thì nó vẫn là một trong những cái tâm điểm chính của thị trường luôn hướng tới cái cuộc đấu giá parachain này. Tại vì là cái cuộc đấu giá parachain ở trên Kusama vốn dĩ đã rất là khắc nghiệt rồi, nhưng hôm nay chúng ta đã trực tiếp lên DOT thì lại càng khắc nghiệt hơn nữa, và điều này nó đã khuyến khích, nó đã làm cho các nhà đầu tư cảm thấy phấn khích cái sự kiện này, và dòng tiền sẽ được đổ vào Polkadot trong thời gian sắp tới mình nghĩ sẽ là không nhỏ đó. Vậy thì đó là những cái thông tin cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em trong video lần này, và mình cũng rất là cảm ơn anh em đã theo dõi mình ở trong video lần này nha, và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt anh em, bye bye.